lại là Sky Scoop, Matiba và gậy bóng chày. Trong cái đám này thì chúng ta cũng nói, thì tôi cũng đã nói các ông là chúng ta có một con hàng mà cũng lâu lắm rồi mới mới có về skin, chúng ta có Matiba. Kể từ lần đầu, kể từ lần gần nhất chúng ta có một phiên bản skin là vào đúng cái thời điểm mà tổ kết Việt Nam lên UI 2.0, đó là vào 28 tháng 4 năm 2015, tới nay cũng gần 8 năm rồi, và bây giờ chúng ta mới chính thức có thêm một phiên bản Matiba mới nữa. Nên cho con này thì không thuộc dạng gọi là, không hẳn là một con hàng vũ khí quốc dân, bởi vì thật sự là cái kiểu bắn của con này cũng hơi khoai tây ấy. Nếu như ông nào mà ham mê hoặc là thật sự gọi là vững tay thì tôi nghĩ cầm con này được, bởi vì con này một thuộc dạng gọi là gì nhỉ, đúng đấy Vương Dương, có phải ba gần nhất mà chúng ta có reskin, gần nhất mà chúng ta có đã cách đây 8 năm, mà nó lại là con Matiba gồm Black Dragon. Trong khi những cái vũ khí khác thì đều đa phần đều là những cái đã là skin đến chả chê rồi, ngoại trừ trường hợp có Sky ra, ngoại trừ có Sky này, đấy là phiên bản Sky đầu tiên và Sky Scoop, Sky Elite đầu tiên, Sky Elite thì skin đầu tiên, đây là một điều khá là lạ. Sky thì Scoop thì chỉ có cái kho thôi, mà dù là con này thì đúng là bản thân khó chịu thật. Và tiếp theo là mở bán gói ưu đãi từ FGG, cái này chắc là tôi cũng xin phép không giải thích thêm. Còn đây đây để áp dụng để đáp ứng số lượng người chơi ngày càng lớn cũng như tạo điều kiện trải nghiệm tốt cho các chiến binh, vào 0 giờ ngày 23 tháng 3 Sử Huy sẽ tiến hành thay đổi và bổ sung các cái như sau: thay đổi cấp độ truy cập kết thông binh từ học viên 1 thành hạ sĩ 1, tức là giới hạn, đúng là giới hạn, kể là giới hạn, tức là thay vì bây giờ là tâm linh, bây giờ thay vì là từ học viên 1 thì thành hạ sĩ 1. Cái tôi đồng ý. Thay đổi kênh chiến trường thành tự do 3, mở thêm kênh một tự do 4, và yêu cầu cấp độ hạ sĩ 1 trở lên khi cho cái tự do. Cái này đã ra là phải làm từ trước rồi, phải làm từ lâu rồi, bây giờ mới làm. Với những cái khác như là cập nhật in-game, bổ sung và cập nhật hệ thống chống hack, cập nhật hệ thống búp bê thương hiệu VIP mới. À, cập nhật hệ thống cầm trang mới. Cái này cam thế à? Này là chống bọn scammer được các bạn. Này là nó chống, này là nó chống bọn scammer được các bạn. Được, tùy giá cao. Cập nhật hệ thống tùy trọng thông báo hiển thị với chú ở của mình trong trận đấu. Cái này này ha, được này, cái này được này. Tôi thấy nhiều, bởi vì tôi nhớ ngày xưa là cái đợt mà gì à, tôi thấy nhiều cái ông kiểu ghét cái dòng thông báo, tôi cứ điện thoại hết mẹ lên, không đọc được cái dòng phát gì cả. Bây giờ mới có thả một con không, cái gì ai thì tôi bán ra gì không cũng được riêng ấy ạ. Nhưng mà thật sự là ông nào mà thích Rush thì đã khó, bởi vì vấn đề con này tốc độ mà khá chậm, mặc dù lại đường đạn khá ổn, đường đạn khá ổn. Burst thì cũng ok, mỗi tội là hơi bị cái burst 3 viên này, nó cái gì delay giữa mỗi burst 3 viên nó hơi lâu. Cho nên là nếu như ông nào mà muốn đổi vị thì ông có thể hốt, còn nếu không thì thôi. Đấy là tất cả, đấy là tất cả những cái gì đấy, cứ là rơi về kiểu móng mèo thì thanh báo của bọn vướng vào cả lờ luôn đấy. 35 viên 1/105 nhé, Diêu Nguyễn 35 trên 1/105 nhé, có tiếng bên không một một logo 35 trên 1/105, không cần gì thế bộ để tăng doanh thu à, nói chung chỉ thế thôi quý vị ạ, chả hơn được. Cậu muốn cậu được thêm đi, câu email là bọn con thấy có khi chúng nó nghe đấy, thật đấy, không được đâu. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói cho ngày hôm nay. Cũng phải
Bổ sung thêm một điều nữa là theo như thông